Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh Katen. Video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm thẻ nhớ mua trên Lazada. Chúng ta sẽ kiểm tra xem chất lượng thẻ nhớ mua online có tốt không. Đây, thẻ nhớ SanDisk chính hãng nhá, 32GB, số tiền là 69.000-70.000. Thì đây là mua đợt hôm chém giá trên Lazada nên giá khá là rẻ, 69.000 cho một cái thẻ nhớ SanDisk. Thẻ nhớ này thì anh em dùng trong máy ảnh đó, hoặc là có cái bộ chuyển được, cái bao bì, cái phong bì siêu mỏng luôn. Đây, chúng ta sẽ có sản phẩm cái vỉ SanDisk chính hãng. Thì hôm nay chém giá là giảm còn 113.000 và áp mã giảm giá 50.000, mã chia sẻ giới thiệu bạn bè nên còn 69.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đảm bảo ở ngoài các bạn không bao giờ mua được với cái giá này. 70.000 cái thẻ 32GB thẻ SanDisk. Bình thường thẻ Micro thì nó rẻ hơn. SanDisk Ultra chính hãng nhá, Full HD video luôn. 32GB tốc độ 48Mbps/s, tốc độ khóc khá là nhanh. SanDisk Ultra đó. Mặt trước của vỉ, mặt sau vỉ này. Thì shop bóc cái này ra để dán bảo hành rồi. Syria Made in China, công ty nhập khẩu thẻ SanDisk chính hãng. Năm sản xuất 2017. Rồi. Giờ. Đó. Thẻ nhớ của chúng ta đây. Đó, bạn nào có máy ảnh thì nên sắm cái thẻ nhớ này rồi. Tất nhiên rồi, không thể thiếu. SanDisk 42GB bằng nhựa. Thẻ nhớ thì chắc chắn là bằng nhựa rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái công tắc mở khóa này. Lock and lock. Thẻ nhớ không cần giới thiệu gì nhiều, mình sẽ cắm vào máy tính copy thử xem ok không. Tem của shop, bảo hành chính hãng 1 năm. Thế là bảo hành chính hãng của SanDisk luôn. Đây là cái thẻ nhớ micro SD để các bạn so sánh. Đây là ở đây mình có thêm cái đầu chuyển từ micro SD này. Đây, cái thẻ micro SD thì nó nhỏ như này thôi. Đó, dùng cho điện thoại hoặc là camera hành trình. Còn những cái thẻ to này thì thường là dùng cho máy ảnh và nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Thì con lap của mình có cái khe cắm cái thẻ này SD card. Đây, các bạn thấy cái no name không? Đây, cái thẻ nhớ vừa cắm vào, no name. Đó. Ba mươi hai g đã sử dụng 20 tuần rồi, ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ copy thử một cái file nhá. Thì để hệ điều hành Mac thì mình cũng chưa tìm hiểu cái phần mềm để chúng ta xem cái tốc độ đọc ghi của thẻ nhớ này. Thì mình sẽ copy thử một file 500 MB này, file Camtasia này. Copy vào. Đó, các bạn thấy chạy tốc độ rất là nhanh nhá. Chúng ta sẽ xem khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ copy xong cái file 500 MB. Khá là nhanh, mình thấy hơn 10 giây thôi. Được 300 rồi. Rồi, khoảng tầm 15-20 giây được một file 500 MB, khá là ok. Ok, nói chung là thẻ hoạt động ngon, mượt, nuột, không biết được gì. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Link mua mình sẽ để dưới video này nhé. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm thẻ nhớ SanDisk SD chính hãng của SanDisk luôn, mua trên Lazada. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm là comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Quá là ngon bổ rẻ luôn.